Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp, sát với siêu thị MH2 vừa mới khởi công. Một căn nhà phố tuyệt đẹp trong khu đồng bộ khoảng tầm 30 căn. Vị trí hẻm một xẹt sát với trục đường chính Quang Trung thuộc phường 12 Gò Vấp. Căn nhà rất đẹp ngay làng SOS Gò Vấp nha quý vị. Căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách đều hết rồi, xây dựng hết đất. Ngang 4m2, sâu vào 15m rưỡi, xây mới hoàn toàn. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài. Bên trong thì có cửa nhôm Sifa. Đây, có ban công ở lửng và ban công từng lầu ốp nhựa phía dưới đáy ban công. Toàn bộ lan can là inox đen và kính cường lực dày 10 ly. Trang trí full nội thất lên tới gần cả tỷ đồng. Căn nhà hướng đông nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Giá rất là rẻ, chỉ có hơn 7 tỷ đồng thôi. Căn nhà với vị trí hẻm một xẹt 5m, sát với trục đường chính Quang Trung phường 12, gần với siêu thị MX và hai xe tránh nhau nha quý vị. Hẻm cụt, khu đồng bộ 30 căn, sát với đường chính, cách đường chính khoảng tầm 30m thôi. Một căn nhà tuyệt đẹp, full nội thất cao cấp, toàn rượu quý nha quý vị. Đấy, xây mới và rất đẳng cấp, khu đồng bộ cực kỳ xịn sò luôn. Chúng ta sẽ có một cái lớp cổng sắt 4 cánh bên ngoài, camera hai bên. Đấy, nhà quá là VIP, một siêu phẩm nhà phố thông minh. Một lớp cửa nhôm Sifa 4 cánh, ở dưới thì được ốp sàn gạch 1m2 60, đổ bê tông luôn. Ở đây thì anh chị được thiết kế theo phong cách màu lửng ngược. Ở dưới này thì chúng ta đậu xe hơi. Phía trong sẽ là phòng tiếp khách, và trên tầng lửng sẽ là phòng bếp nha. Một cái đèn chùm rất to ở đây. Hai bên thì ốp gạch cao lên đụng chân. Căn nhà quá đẹp, do kiến trúc sư Tầm Gò Vấp thiết kế vô cùng đẳng cấp, vô cùng xịn sò. Và phía trong đây sẽ là không gian cầu thang. Cầu thang được ốp đá trắng, chạy đèn led nha quý vị. Tay vịn sử dụng inox và kính cường lực dày 10 ly, lúc rộng tầm 90. Căn siêu phẩm nhà phố 2024 vừa mới trình làng, khách vào nườm nượp luôn, chắc sắp chốt rồi nha quý vị. Đây này, có một cái tivi 65 inch và kệ tivi. Trên thì chúng ta sẽ có đèn chùm pha lê thả cực kỳ là dài luôn. Đấy, căn nhà quá đẹp, quá là hấp dẫn nha anh chị. Phía sau thì sẽ có một cái hồ cá koi. Chúng ta vừa tiếp khách vừa cho cá ăn, quá là ok luôn nha anh chị. Thác nước có, trên thì có giếng trời. Đấy, căn nhà quá đẹp luôn nha quý vị. Đang được chào giá bán chỉ có hơn 7 tỷ đồng thôi. Căn này chắc bán trong một tuần thôi. Chắc em nó chỉ trình làng một tuần sẽ có theo chồng thôi nha anh chị. Sử dụng hệ thống công tắc thông minh, điều khiển bằng điện thoại di động. Đấy, quá xịn sò luôn. Ở bên này thì có một cái nhà vệ sinh, bồn cầu khối, gương led, vòi inox đen. Di chuyển lên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp. Cầu thang đúc rộng 90, ốp đá trắng, chạy đèn led nha. Có giếng trời trước sau, giếng trời giữa. Ở khu vực giếng trời giữa này thì chủ nhà trang trí bên trên cái nhà vệ sinh thì sẽ lợp thêm một cái lớp mái ngói và trồng một cây bên trên. Quá là sáng tạo nha. Đấy, quá là sáng tạo luôn. Bên hông thì có ốp gạch. Phía trên đây thì được ốp đá trắng hết, và một cái đèn chùm pha lê, quá là đẹp. Đấy, khách đến đang chuẩn bị thương lượng ra chốt rồi. Nên là anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta sẽ alo ngay và đến chiêm ngưỡng em nó lần cuối cùng nha. Ở trên này thì có tặng một cái bộ bàn ăn 8 ghế, một cái tủ lạnh LG 2 cánh, kèm với dàn rượu quý, rượu vang rất là nhiều, lên tới phải đến 30 chai rượu vang chưa vào đã say rồi. Và ở đây dưới thì được ốp sàn gạch 80. Đây, dàn tủ bếp của An Cường có quạt trần Panasonic. Quá đẹp, quá xịn sò nha. Nội thất lên cái cả tỷ đồng nha quý vị. Tủ lạnh LG này, một cái máy rửa chén bát, hệ thống kệ inox 304, một cái bếp điện từ. Ở dưới thì sẽ có lò vi sóng và lò nướng. Trên thì có máy hút mùi nhập khẩu của Đức, xoong nồi, toàn bộ là inox, xịn sò hết nha quý vị. Bên ngoài tầng lửng sẽ có ban công đúc 1m2, toàn bộ lan can là inox và kính cường lực. Đối diện nhà mình, nhà cũng đẹp nha.
không riêng mình căn nhà đẹp đâu, đối diện cũng đẹp và các căn kế bên cũng rất là đẹp. Thì giá giao bán ở khu nhà này chỉ từ 6.9 tỷ đến 7.9 tỷ thôi. Căn nhà quá là ok luôn nha quý vị. Căn này thì diện tích dài nhất khu, ngang 4m2, sâu vào 16m, xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng. Đấy, căn nhà quá là xịn sò, quá là đẹp nha. Có máy lạnh ở phòng bếp luôn nha quý vị, tặng tới 5 cái máy lạnh. Đây, chưa vào trong phòng bếp đã say rồi. Rất là nhiều rượu vàng nha anh chị. Những anh chị nào thông thạo những cái món rượu vàng các hãng này, chúng ta chỉ bình luận xuống dưới có rượu thật hay rượu giả nha. Nhiều nhà thì chỉ để mỗi cái vỏ thôi. Quá đẹp luôn, tầng lửng này quá là ưng ý nha quý vị. Nếu một căn nhà lửng làm phòng bếp và có ban công lửng dài rộng như này thì còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta sở hữu được em nó. Chỉ có hơn 7 tỷ đồng, giá quá là rẻ, quá là thơm. Hàng xóm đến xem mẫu nườm nượp luôn. Khách vào chí chóe nha quý vị, chắc chắn sẽ bán trong tuần thôi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2. Ở trên đây thì được làm lệch tầng 5 bậc. Đối với những căn nhà phố lửng ngược thì thường thì các chủ đầu tư thiết kế lệch tầng sẽ đẹp hơn nha. Ở dưới thì được ốp sàn gạch giá gỗ, vân màu nhẹ, rất là đẹp. Có giường 1m8 kèm với nệm. Hai bên tường thì được ốp nhựa PVC, có tranh treo tường, tủ gỗ an cường, có làm kính cũng như là chạy led xung quanh. Bên ngoài ban công đúng 1m2. Bên cánh gà bên tay phải sẽ được trồng cây xanh. Đối diện này thì giao có 7 tỷ 3 thôi này. Diện tích nhà đối diện là 4m2, dài 14m. Đấy. Khu đồng bộ đường trước nhà 5m. Hẻm một xẹt sát với trục đường chính Quang Trung. Xe hơi xe tải di chuyển vào trong nhà thoải mái nha. Căn nhà quá đẹp, quá xịn sò nha quý vị. Chỉ chờ mọi người đến sở hữu em nó thôi. Hệ thống công tắc thông minh. Khu vực toilet ở phòng phía trước thì sẽ có bồn cầu điện, bồn cầu thông minh nha quý vị. Chúng ta tự đến và đụng vào nó tự bật lên nha. Đấy, em không bật nha, nó tự bật lên. Nó có bắt một cái cảm biến. Đấy, người đến gần là nó tự bật. Và bên này thì có bồn tắm. Đấy, căn nhà quá là ngon, quá là VIP xịn sò. Phía sau sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Không gian phòng ngủ số 2 ở đây thì có cửa sổ sau. Đấy, rất là hiếm nhà phố mà có cửa sau như này. Một căn nhà có cửa sau thì rất là thoáng nha. Không cần cho anh chị dùng máy lạnh cũng mát. Đây, cửa mở bung ra luôn. Quá là đẹp, quá là dữ đối với căn siêu nhà phố. Thiết kế theo phong cách mở, phong cách hiện đại, lứng ngược. Và sử dụng hệ thống công tắc thông minh, công tắc điều khiển bằng điện thoại di động. Nội thất gần cả tỷ đồng. Toilet, bồn cầu khối và gương led. Đây, toilet đường sau hình làm nhỏ hơn. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2. Lầu 1, lầu 2 giống nhau nha. Chúng ta sẽ xem lướt qua và cùng nhau tiến lên sân thượng. Căn này thì anh Tâm đầu tư cũng khá là nhiều. Đầu tư khá nhiều luôn nha anh chị. Phải nói là em nó là đẹp nhất ở khu vực nhà mình rồi, đẹp nhất trong 30 căn nhà ở đây rồi. Đẹp nhất rồi nha. Đối diện thì cũng đẹp nhưng mà không có tuổi với căn nhà này. Căn nhà quá là xịn sò, giá bán chỉ được giao bán là 7 tỷ 850 triệu đồng thôi. Vẫn còn thương lượng nha. Quý anh chị nào quan tâm đến siêu phẩm nhà phố này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng để đi xem và được sở hữu em nó với giá ưu đãi nhất. Toàn bộ bồn cầu điện. Đấy, 485, hai phòng phía trước. Hướng nhà là hướng đông nam, đối diện sẽ là hướng tây bắc nha quý vị. Khu này đông tây tứ trạch có hết. Lầu 1, lầu 2 thiết kế giống nhau. Hỗ trợ ngân hàng chắc cũng phải được 80%. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, alo ngay nha. Alo ngay vào luôn. Và tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Khu vực lầu 3. Ở trên đây phải nói là quá là sang luôn nha. Quá đẹp.
phòng thờ này, anh chị thờ ở đây. Trên thì được đóng là phông nhựa. Và bên đây lại có thêm cái nhà vệ sinh nữa. Như vậy nhà mình có tới 4 phòng và 6 toilet nha anh chị. Đây một cái phòng xông hơi nhỏ ở trên sân thượng nha. Bên đây thì có bồn tắm và có vòi sen cho anh chị tắm rửa ở bên đây. Và phía trước thì được bố trí một cái khoảng không gian cực kỳ chill, cực kỳ là thơ mộng. Có một cái bộ bàn ghế gỗ, trên thì làm khung sắt cho đèn kết hoa. Và bên này thì có một cái hồ cá koi. Ở dưới cũng có hồ cá koi và trên cũng có. Đây, căn nhà trang trí rất là cầu kỳ, rất là nhiều nha anh chị. Đây, trồng cây xanh kiểu như một cái khu rừng mini vậy. Có cây, có đá, có thác nước. Đấy, hòn non bộ, nó gọi chung là hòn non bộ. Ở dưới thì có cá koi, mỗi con mới ký rồi. Bên đây thì có trồng một cái cây tùng trúc. Phải nói hai căn đối diện cũng rất là đẹp, sáng điện lung linh luôn này. Hai căn đó thì giao có 7 tỷ 2 thôi nhá. Hệ thống camera an ninh đầy đủ hết rồi. Đấy, phòng thờ thoải mái. Phía sau sẽ là khu vực giặt phơi đồ, giặt 5 bậc, ở dưới có giếng trời. Phòng giặt phơi đồ ở đây thì cũng có tặng lại máy giặt. Bên trên thì có làm khung sắt và cầu thang và có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Đấy, camera rất là nhiều. Trên thì đúc hết, có máy nước nóng, năng lượng mặt trời trên đó nha. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.